Bộ phim Kim Ngọc Lương Duyên. Biên kịch Mai Anh Cúc. Đạo diễn Hoàng Tổ Quyền. Chế tác Tống Bội Dân. Giám chế Lý Dĩ Dân. Với sự tham gia của các diễn viên Quách Kiến Hoa trong vai Kim Nguyên Bảo, Đường Yên trong vai Ngọc Kỳ Lân, Vương Dương trong vai Liễu Văn Chiêu, Cống Mễ trong vai Giang Hiểu Nguyên, Hoàng Minh trong vai Cố Trường Phong cùng một số diễn viên khác. Tập 9. Đi đường xa như vậy làm sao không đói được? Sao bà biết chúng tôi đi đường xa? Tôi thấy người của cậu lấm lem hết. Quỳnh mau ăn đi mà. Có ăn là tốt rồi, còn kén cá chọn canh nữa, ăn đi. Ta không ăn. Nhân lúc còn nóng, ăn một chút đi. Ăn đi. Mau ăn đi mà. Khó khăn lắm mới tới đây, ăn mau đi. Ta không ăn. Ăn đi. Ha. Quỳnh làm gì vậy? Trời ơi. Làm gì vậy chứ? Tiệm này rất kỳ lạ, đừng có ăn lung tung. Ê trời ơi, Quỳnh đừng tự hù mình nữa, không có chỗ nào an toàn hơn đâu, mau ăn đi. An toàn chỗ nào? Cô coi đi, ánh mắt của bà ta. Ê trời ơi, đó là bởi vì Quỳnh tuấn tú đó. Cho dù ta có tuấn tú, bà ta cũng không thể nhìn ta đáng sợ như vậy. Trời ơi, nếu như có chuyện gì chút nữa hãy nói. Mau lại đây ăn trước đi, để nguội không ngon đâu. Ê, được rồi, qua đây. Cô đúng là ngốc mà. Cô quên mất lần trước chúng ta ở khách điếm gặp cái gì sao? Nếu như cô ăn bậy bị trúng độc, ta mặc kệ cô đó. Hey, Quỳnh coi mấy món đó đều là những món gia đình thường dân ăn mà thôi. Đừng có nghi ngờ lung tung nữa. Mau ăn đi. Nhanh lên. Mau, ngồi xuống đây ăn đi ha. Nè, ăn đi. Tôi biết là những món này đều là món ăn thường dân. Nếu như cậu không quen muốn ăn cái gì thì nói với tôi sẽ đi làm cho cậu ăn. Sao bà không mời đầu bếp giỏi một chút? Trời đất ơi, chỗ quán nhỏ này của tôi chỉ cần mình tôi là đủ rồi, không cần mời đầu bếp đâu. Mình bà sao được? Hả? Bà coi mấy món bà làm đó, ăn được sao? Chân tay lóng ngóng, phải mời một đầu bếp giỏi thì làm ăn mới phát đạt. Nếu như không, bà kiếm mấy tên tiểu nhị có thể giúp đỡ cho bà. Chỗ chúng tôi đi ít người, tiệm nhỏ, tôi cảm thấy đủ rồi. Vậy tại sao bà không để tướng công của bà và con của bà tới giúp bà đi? Tướng công của tôi, ông ấy mất sớm. Còn con vừa mới sinh ra đã đem cho một gia đình giàu có rồi. Cho nên bao nhiêu năm nay tôi sống chỉ có một mình. Hả? Con của bà trước giờ chưa từng gặp? Chưa từng. Còn cái kiểu gì vậy hả? Bao nhiêu năm nay, nếu ta là đứa trẻ đó, ta nhất định sẽ không bỏ mặc mẹ của mình như vậy.
Quynh thực sự nghĩ như vậy hả? Tốt quá đi. Vậy thì bây giờ ta sẽ tuyên bố một chuyện rất là quan trọng. Đừng mà. Tuyên bố cái gì? Đương nhiên là chuyện liên quan tới Quynh rồi. Trời ơi, ta sẽ nói cho. Đúng rồi. Ta nhớ rồi, ta nhớ ra rồi. Ở chỗ chúng tôi còn có cơm ngũ sắc. Nè cậu coi đi, trong này có gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh, đậu đỏ, còn có cả bắp nữa. Thơm lắm đó, thật sự rất là thơm. Cậu thử coi có ngon không. Nè thử đi, thử đi. Ta đã nói không ăn rồi. Kim Nguyên Bảo, Nguyên Bảo không thích ăn chay. Tôi đi làm đồ mặn cho cậu ăn. Trời ơi, Lân Nhi à. Mẹ, tại sao hồi nãy mẹ không cho con nói ra thân thế hắn? Trời ơi, không gấp, không gấp ha? Mẹ không gấp còn gấp, còn phí bao nhiêu công sức, không phải là vì ngày này sao? Lân Nhi à, con nghĩ coi, bây giờ nó vẫn chưa biết gì hết. Con nói với nó đột ngột như vậy, không làm nó bỏ chạy mới lạ. Mẹ cảm thấy chi bằng để nó ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày đi. Rồi từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách nói với nó ha. Đúng rồi, Lân Nhi à, sao con tìm được nó vậy? Không lẽ nào con vào Kim phủ? Hey, không chỉ là vô đâu, con còn gả vô đó nữa. Hả? Con thành thân rồi. Đúng vậy, là kiểu tám người khiêng khiêng vô đó. Lân Nhi, Thôi, mẹ bình tĩnh đi. Không phải như mẹ nghĩ đâu. Con thật sự xuất giá, nhưng mà cũng như không. Nói đúng ra thì con thay người ta gả vô nhà họ Kim. Con đó, con đang làm cái trò gì vậy? Thì cô nương nhà đó vốn dĩ không đồng ý gả vô Kim phủ. Sau đó tân nương đào hôn rồi, vậy phải làm sao? Không phải con giúp người ta một chuyện lớn sao? Cái con nha đầu này, gan của con lớn quá đó. Trời không sợ, đất không sợ. Trời ơi mẹ à, nếu như con không làm vậy, làm sao con đem được con ruột mẹ về đây? Được rồi. Tóm lại vợ con của mẹ về rồi, chuyện gì cũng dễ nói. Hay à. Hình như là cô rất thân thuộc với chỗ này. Nếu như Quynh chơi chỗ này thì có thể kiếm chỗ khác mà ngủ ha. À đúng rồi, nhưng mà ta phải nhắc nhở Quynh, 10 dặm xung quanh đây không có quán trọ nào khác đâu. Sao cô biết được? Đương nhiên ta biết rồi. Ta không nói cho Quynh biết. Cô rất thân thiết với bà chủ quán trọ. Ha, đúng rồi, ta phải ra ngoài một chút, chút nữa nói chuyện ha. Con dao cùng này lúc chặt thịt không tiện tay chút nào. Đi. Không cần gấp, để đó đi. Tôi cảm thấy là cậu nên uống lúc còn nóng. Canh gà nguội rồi uống không ngon. Hơn nữa, ở trong canh gà tôi bỏ rất nhiều vị thuốc. Tôi cảm thấy sau khi cậu uống xong có thể ngủ một giấc ngon. Ngủ ngon? Giấc ngủ này ngủ rồi có thể tỉnh lại được không? Sao lại không tỉnh lại được? Thì cậu cứ tiếp tục ngủ đi. Muốn ngủ bao lâu thì ngủ, dù sao cũng đâu có sao. Cậu làm cái gì vậy? Tại sao muốn hại ta? Tôi hại cậu hả? Ta hỏi bà tại sao lại muốn hại ta. Tôi thật sự không có hại cậu. Dừng tay. Cô tới đúng lúc lắm, đây chính là hắc điếm. Trời ơi, cô đánh ta. Cô dựa vào đâu mà đánh ta?
Trên đời này chỉ có mẹ tao mới được đánh ta. Con là ai mà dám đánh ta chứ? Quynh nhìn cho kỹ ai mới là mẹ Quynh. Nói vậy cái gì đó? Đừng có nói nữa. Bà sao lại muốn hại ta? Tôi được. Canh gà có độc đúng không? Được. Đừng có uống. Thế nào hả? Không sao chứ? Đi, đi thôi ta. Quynh tự qua đó coi đi. Đây là con gà đẻ trứng duy nhất trong nhà. Tết nhất cũng không nỡ giết. Bây giờ dì muốn nấu chén canh cho Quynh. Mẹ đã giết mất nó rồi. Đừng có nói nữa. Mẹ. Còn mẹ muốn hại Quynh. Mẹ làm sao hại Quynh được? Ta nói Quynh biết Kim Nguyên bảo Quynh chính là kẻ không có lương tâm nhất trên đời này. Mẹ gì chứ? Có chuyện gì vậy? Bà là mẹ ta. Nhà của cô ở Nam Kinh mà. Sao mẹ cô lại ở đây? Tôi là vú nuôi của tiểu thư. Vú nuôi? Đúng vậy. Tôi là vú nuôi của giang phủ. Từ nhỏ cho tới lớn là một tay tôi nuôi tiểu thư. Bà là vú nuôi ta. Từ nhỏ ta cũng nhờ uống sữa của bà mà lớn lên. Bà là người mẹ thân nhất của ta. Thôi được rồi, đừng có nói nữa. Thì ra con muốn về nhà gặp mẹ. Là vú nuôi của cô, cô đã sắp đặt sẵn dụ ta tới đây. Trên đường đi, cô đã dùng mọi cách, thậm chí là trói, cũng trói ta tới đây. Chính là vì gặp vú nuôi cô. Đúng vậy đó. Đám lừa gạt này. Quynh có thể chửi ta, nhưng không thể chửi đừng mẹ của ta nữa. Mẹ ta cũng là mẹ của Quynh. Đừng có nói nữa. Cái mà gì mà mẹ cô, mẹ ta? Ta chỉ có một mẹ thôi, bà đang ở Kim Phủ. Nếu Quynh biết người mẹ ở Kim Phủ đã từng làm chuyện sai trái gì, ta cô Quynh còn dám nói như vậy không? Ta nói cho cô biết, mẹ ta sẽ không làm chuyện sai trái. Cho dù là hiện tại hay là tương lai, bà cũng sẽ không làm chuyện sai trái đâu. Mẹ ta là người vĩ đại nhất trên đời này. Không có bà, không có Kim Phủ, và cũng không có ta. Từ nay về sau, ai dám nói xấu mẹ ta, ta sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Cậu ơi, ta xin lỗi. Là do ta từ nhỏ không giáo dục nó cho đàng hoàng, lớn lên trở thành một nha đầu khờ, dám làm loạn trước mặt cậu không hiểu phép tắc, làm cho cậu tức giận. Ta xin lỗi. Là do ta dạy dỗ không đàng hoàng. Mẹ. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi cậu. Mẹ. Mẹ à, tại sao mẹ không cho con nói ra sự thật chứ? Con để cho nó đi về đi. Tại sao chứ? Khó khăn lắm con mới ngàn dặm dẫn Quynh ấy về tới chỗ này. Sao bây giờ mẹ kêu Quynh ấy về rồi? Không lẽ con vẫn chưa nhìn ra sao? Kỳ Lân, nó là trưởng tử của Kim gia, nó là trưởng tử của Kim phu nhân. Nhưng đó là con của mẹ mà. Cũng chính vì nó là con của ta, ta càng không thể làm hại nó. Ta cũng không thể tổn thương Kim phu nhân. Ta không thể hủy hoại tương lai của nó. Ta không thể. Ta không thể. Mẹ. Thật ra 20 năm trước, từ giây phút con ta bị người ta ẵm đi, thì ta chưa từng có ý nghĩ là ta có thể gặp nó. Hôm nay con dẫn nó về đây, nó sống khỏe mạnh đứng ở trước mặt ta, nhìn thấy nó sống rất tốt, cũng rất vui vẻ, thì trong lòng của ta cũng đã vui lắm rồi. Nhưng người phụ nữ đó, bà ta trắng trợn cướp mất con mẹ. Mẹ không hận bà ta sao? Không hận. Rất nhiều chuyện cũng đã trải qua 20 mấy năm rồi. Dù sao, bà nuôi dạy Bảo Nhi của ta, bà dạy Nguyên Bảo thành người tốt như vậy. Hơn nữa ta nghe cách nói của Nguyên Bảo, có thể thấy được hai người họ là mẫu tử tình thâm. Ta tin là Kim phu nhân đối xử với Nguyên Bảo chắc chắn rất tốt. Mẹ à, con hứa với mẹ, con nhất định sẽ dẫn Nguyên Bảo về đây sớm thôi, để Quynh ấy thành tâm kêu mẹ một tiếng mẹ. Thank you.
Không cần đâu. Thật sự không cần đâu. Ta có thể giúp được gì không? Không cần đâu. Cậu vô phòng nghỉ ngơi đi. Ta muốn giúp mà. Không giúp thì ta không biết chừng nào mới được ăn cơm. Đói sắp chết rồi. Thật sự không cần đâu, chuẩn bị xong rồi. Nếu như thực sự muốn giúp, qua đây quạt lò đi. Cô kêu ta quạt lò? Cô biết ta là ai không mà kêu ta quạt lò? Cô muốn ăn cơm không? Nếu muốn nhanh có cơm ăn thì ngoan ngoãn qua đây quạt lò. Ta sẽ quạt. Tốt lắm. Đời ta chưa từng quạt lò. Ôi, ôi, con biết quạt lò không vậy? Cay quá đi. Nè, con biết quạt không? Khói quá. Bình thường con quạt kiểu gì vậy? Bình thường quạt sao hả? Quạt như vậy nè. Con quạt ta hả? Nè, con quạt ta làm cái gì? Nè, đưa đây. Đi, quạt đi. Được rồi, hai đứa đều bỏ xuống đi. Công việc nặng nhọc hai đứa không biết làm đâu. Vô nhà nghỉ ngơi đi ha. Không sao mẹ, chuyện này con thường giúp mẹ làm mà, mẹ quên rồi sao? Nè, mẹ còn nhớ trước đây khi chúng ta ngồi tách bắp hay chơi trò gì không? Đương nhiên là nhớ chứ. Trò chơi gì vậy? Tách hạt bắp mà còn chơi trò được sao? Đương nhiên rồi. Sau khi chúng ta tách hết hạt bắp ra rồi thì nắm một nắm bắp ở trong tay không cho ai thấy. Sau đó để người còn lại đoán trong đó số chẵn hay là số lẻ. Ồ, vậy nếu thắng thì sao? Còn thua thì sao? Người nào đoán đúng thì có quyền được hỏi người thua cuộc một câu. Hỏi cái gì thì trả lời cái nấy. Nhất định phải nói thật. Nếu người nào đoán sai, đương nhiên phải trả lời câu hỏi đối phương. Đúng vậy. Còn nhớ lúc đó tiểu cô nương này mồm miệng nhanh lắm. Không giấu được chuyện gì. Ta vừa hỏi, nó đã kể hết tất cả những bí mật nhỏ của nó cho ta nghe. Cái trò này xem ra cũng thú vị đó. Ê, Quỳnh muốn chơi thử không? Chúng ta cùng chơi đi. Được thôi, chơi thì chơi. Con người ta cái gì cũng dám nói ha. Quang minh chính đại không sợ ai. Chơi thì chơi, chắc chắn ta sẽ nói sự thật. Mẹ ta chơi với Quỳnh trước, bà là cao thủ đó. Cẩn thận nha. Giác quan thứ 6 của ta rất chính xác. Ta đoán là số lẻ. Số lẻ? Số lẻ? Yeah. Thua rồi. Trả lời câu hỏi, mau trả lời câu hỏi đi. Thua thì có gì ghê gớm, nói thật thôi. Hỏi đi. Mẹ mau hỏi đi, mau. Nguyên Bảo, bao nhiêu năm nay cậu sống có tốt không? Cậu cảm thấy bản thân có hạnh phúc không? Cái này mà cũng là câu hỏi sao? Hả? Bà hỏi cái gì khó một chút đi. Câu này tùy tiện trả lời cũng được. Đừng có bắt ta trả lời nữa, được rồi. Trả lời thật lòng đi. Vậy được. Nếu bà cứ ép ta thì ta nói. Sống rất tốt. Vô cùng tốt. Được rồi. Nè nè nè. Chơi tiếp đi, chơi tiếp đi. Tới Quỳnh đó. Tới ta. Đón đi. Mẹ đoán. Ta đoán số chẵn. Việc tốt thành đôi. Việc tốt thành đôi. Chắc chắn rồi nha. Chắc chắn nha. Mở đi. Mở đi. Mở. Quỳnh cố ý gạt ta. Chơi vậy không đúng rồi. Không có hạt nào hết nên không có chẵn cũng không có lẻ. Vậy thì hai người thua rồi. Có câu là binh bất yếm trá. Được rồi, hỏi đi mà. Vậy ta hỏi nha. Thua là phải nhận đó. Được ta rồi. Ta hỏi. Ta muốn biết là nha đầu trời không sợ đất không sợ này rốt cuộc sợ cái gì? Mẹ, mẹ đừng nói Quỳnh á. Thua thì nhất định phải nói thật. Nói thật cho ta. Quỳnh. Nè, mau bỏ tay của cô ra đi. Ta sẽ không cho mẹ nói đâu. Cứu tôi với!
gì? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Bên đó có chuột đó. À, cái này hả? Là giả đó. Mở mắt nhìn đi. Cái gì giả? Chuột hả? Là giả đó. Xấu xa. Cô ý hù ta có đúng không? Bình thường kề dao ngay cổ cô cũng không sợ, mà lại đi sợ một con chuột. Giờ ta đã biết điểm yếu của cô rồi. Ta sai rồi. Chuột đây nè, chuột nè. Nè, đừng qua đây. Liễu đại nhân, phu thầy họ Kim đang ở trong này. Người chắc không? Chắc chắn. Liễu công tử, bây giờ không lập tức hạ lệnh tiến đánh, giết cho họ không kịp trở tay, còn chờ gì nữa? Truyền lệnh xuống dưới bắt sống Kim Nguyên Bảo. Dạ. Khoan đã. Liễu công tử, lệnh của chủ nhân là giết không tha, không để cho ai sống sót. Không lẽ huynh muốn làm trái ý chủ nhân hay sao hả? Sao có nhiều người vậy? Hơn nữa còn là cao thủ đại nội. Bọn chúng tới để làm gì chứ? Chắc là Thái hậu sai người tới cứu Kim Nguyên Bảo. Chuyện này đã kinh động tới Thái hậu, chúng ta rút thôi, tìm cơ hội khác ra tay để khỏi đánh rắn động cỏ. Không 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 không. Bây giờ mà rút lui, nếu cảm ý vậy đưa được Kim Nguyên Bảo về tới kinh thành, vậy thì ta tốn công vô ích. Chủ thượng mà trách tội xuống, người có gánh nổi hay không ạ? Vậy huynh muốn sao hả? Tất nhiên là làm tới luôn rồi. Bây giờ giết phu thê Kim Nguyên Bảo rồi về báo công chứ. Không thì được, quá nguy hiểm. Nếu giết người ở trong cung thì phiền phức lớn đó. Câu nệ chuyện nhỏ sao mà làm lớn chứ. Chúng ta chưa đánh đã lui, chủ nhân sẽ càng trách tội chúng ta nặng nề hơn. Nghe lệnh của ta. Dạ, dạ. Che mặt lại, tất cả sống lên cho ta. Giết hết bọn chúng. Nếu như ai giết được phu thê Kim Nguyên Bảo, chủ nhân chắc chắn trọng thưởng. Dạ, dạ. Đúng là vừa dặn quá ha. Nhìn thấy huynh mặc bộ đồ này thực sự rất giống người ở đây đó. Nè, ngồi xuống. Cậu cởi dài ra đi. Nè, cởi ra đi. Sao hả? Có vừa chân không? Đứng dậy thử coi. Đi thử coi ha. Có vừa chân không? Được lắm. Đôi giày này là mẹ ta từng mũi kim làm cho huynh đó. Huynh có cảm thấy mang vô có cảm giác ấm áp hay không? Đẹp lắm. À, đúng rồi. Ta còn mang cho cậu thêm một đôi vớ nữa. Để ta đi lấy nha. Không cần phiền vậy đâu. Ta đi lấy liền đây. Bộ này ta thấy đẹp nhất, như vậy mới giống đàn ông. Có tiếng gì vậy? Đi coi thử. Hey! 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 Hey!
hận đó. Ta đánh giá thấp Kim phu nhân quá rồi, không ngờ tốc độ ra tay nhanh vậy. Nếu bây giờ mình giết Kim Nguyên Bảo, chắc chắn sẽ bị cao thủ đại nội truyền tới tay Thái Hậu, chúng ta chết chắc. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Giết chết Tăng Bương. Sơn Tặc to gan dám ám sát thiếu gia Kim phủ ta, may mà ta tới kịp thời. Ta ra lệnh cho các ngươi giết hết cho ta. Lên. Thiếu gia, không sao chứ? May mà chúng tôi tới kịp. Quả nhiên là kịp thời. Nếu không ta còn tưởng là huynh theo dấu bọn ta tới đây. Sáng sớm ngày mai về kinh thành, về phủ tướng quân. Thu dọn hành lý cho thiếu gia thiếu phu nhân, sáng mai trời sáng là khởi hành. Dạ. Kỳ Lân à, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao bao nhiêu người truy sát Nguyên Bảo vậy? Được rồi mẹ, mẹ đừng có lo mà. Tới Thái Hậu cũng cho người bảo vệ Nguyên Bảo, còn có người Kim phủ, cho nên chàng sẽ không sao đâu. Ta cảm thấy chỗ quan vắng như ở đây sợ là không an toàn. Hay là như vậy, ngày mai trời vừa sáng con lập tức dẫn nó đi đi. Coi ra chỉ có Kim phu nhân mới bảo vệ được nó. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ đem Quỳnh ấy về lại đây. Lần này cùng Quỳnh ấy quay về, con sẽ sửa đổi tư tưởng cho Quỳnh ấy. Con còn muốn quay về cùng họ sao? Mẹ cảm thấy nguy hiểm quá con ơi. Lỡ như mọi chuyện bại lộ thì phải làm sao? Mẹ, con phải quay về. Để lần sau con sẽ đưa con của mẹ thành tâm thành ý quay về đây nhận mẹ. Kỳ Lân à, mẹ lo lắng cho con. Không cần phải lo. Hơn nữa, bây giờ con đã cưỡi lưng cọp rồi. Trừ phi có một ngày sau khi Kim Nguyên Bảo biết được sự thật vẫn không muốn cùng con quay về. Nếu như không, con dâu gả vào Kim phủ như con rất khó mà từ bỏ đi. Hay là bà theo chúng tôi về kinh thành đi, ta và Hiểu Quyên sẽ chăm sóc tốt cho bà. Thôi bỏ đi cậu à, tôi sống một mình ở đây cũng quen rồi. Hơn nữa, chốn phồn hoa kinh thành không thích hợp với tôi.
vậy cũng được. Nếu như có cơ hội, chúng tôi sẽ về thăm bà. Được rồi, thay tôi chăm sóc nó cho tốt. Nó chỉ là một cô nương thôi, ở bên ngoài chịu không ít cực khổ. Tất cả đều vì tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Hiểu Quyên đàng hoàng. Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe, trên đường nhớ bảo trọng, mọi chuyện phải cẩn thận. Thiếu gia, cũng đã tới lúc rồi, nên đi thôi. Được, xuất phát thôi. Ai? Sao vậy? Đi đường bình an. Khởi hành. Mẹ, mẹ chờ con quay về, con nhất định dẫn Nguyên Bảo về đây. Để Quỳnh ấy thật tâm kêu mẹ một tiếng mẹ. Được, con nhớ phải cẩn thận. Ừ. Thiếu phu nhân, không còn sớm nữa, đi thôi. Con đi đây. Đi đi. Thu dọn hành trang, xuất phát. Dạ. Dạ. Xuất phát. Chờ. Bảo trọng. Chúng con sẽ sớm quay lại thôi. Nhất định sẽ dẫn Nguyên Bảo về lại đây cho mẹ. Rồi hả? Muội nghe nói là huynh bị thương, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có nặng lắm không? Huynh bị thương ở đâu vậy? Ở chỗ nào? Ở chỗ này hả? Có phải chỗ này không? Hả? Không sao, không sao. Không thấy là tay vẫn bình thường sao? Đây đâu phải là lại mặt thăm nhà, mà phải kêu là bước qua địa phủ quỷ môn quan. Thật không biết làm nương tử người ta cái kiểu gì nữa. Hả? Tôi tướng công mà cũng không chăm sóc nổi. Sảnh sảnh. Ca ca. Biểu ca, chúng ta đi vô phủ đi, muội đỡ huynh. Đi thôi. Được, 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 đi thôi. Đi thôi. Đi. Cô mẫu chờ huynh lâu lắm rồi đó. Vết thương của huynh có biết muội lo cho huynh lắm không? Muội đỡ huynh vô phủ nha. Nè. Vậy là ai có ý hãm hại con? Giờ con vẫn chưa xác định chứng cứ, con cũng không dám kết luận gì. Nhưng mà có thể khẳng định một chuyện, kẻ truy sát con có lẽ là hai nhóm khác nhau. Một nhóm là sơn tặc, một nhóm là người ở trong cung. Người ở trong cung? Không lẽ lần này hai con gặp nạn có liên quan tới trong cung? Mẹ, chuyện này vẫn chưa chắc chắn. Tóm lại, lần này con gặp nạn rất nhiều nghi vấn, nhất là trận chiến ở tụ quán dùng hẻo lánh đó. Những người muốn giết con toàn bộ đều chết hết. Con nghi ngờ là người của bọn chúng giết người để diệt khẩu. May mà kịp thời giết mấy tên cướp đó, nếu không thì thiếu gia thiếu phu nhân muốn bình an quay về thật không đơn giản như vậy. Biểu ca không sao chứ?
nhất định phải cẩn thận vết thương. Giang Chiêu, con cũng bị thương sao? Có nặng không? Có cần kêu đại phu khám cho con không? A Quý, mau đem thuốc trị thương tốt nhất trong phủ cho Liễu quản gia đi. Dạ. Cô mẫu, chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải lo. Lần này con và Nguyên Bảo có thể bình an quay về đây cũng nhờ biểu ca tới cứu kịp lúc. Nếu không phải biểu ca đỡ cho con một kiếm thì lần này bị thương chính là con rồi. Thiếp phu nhân thực sự quá lời rồi. Đây là bổn phận của ta mà. Lúc đó thiếu muội gặp nguy hiểm, ta cũng không có nhiều thời gian, nên chỉ đem theo vài người tới thôi. Nếu như không nhờ cô mẫu kịp thời gửi mật hàm tới cho Thái hậu, Thái hậu không phải đại nội cao thủ tới để tiếp ứng, thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Con đừng khiêm tốn nữa. Lần này con có công cứu nó. Nguyên Bảo, con mau đa tạ biểu ca của con đi. Đúng, lần này đây thật sự phải đa tạ biểu ca. Nhưng mà không biết là tại sao biểu ca lợi hại như vậy, giữa biển người mênh mông đã tìm thấy ta lập tức. Hơn nữa không sai một ly, tới vừa kịp lúc với sát thủ tới cứu ta. Lần này sở dĩ có thể tìm được thiếu gia đều là nhờ vào tài trí của thiếu gia. Nhờ ta sao? Nếu không nhờ cậu chỉ đường cho tôi, bọn tôi làm sao biết được hành tung của thiếu gia chứ? Ý Quỳnh nói là y phục của ta. Đúng vậy, còn có quán mì ven đường. Biểu ca, Quỳnh cũng giỏi thật, ta thật sự coi thường Quỳnh. Thiếu gia nói quá lời rồi. Không hổ là huynh đệ, hai đứa đúng là tâm linh tương thông. Mẹ, lần này công lao của biểu ca đúng là không nhỏ. Nếu như không phải biểu ca tới sớm một bước phát hiện đồ đạc của con, có lẽ con đã sớm xuống suối vàng rồi. Hiểu Nguyên, ta nghe hạ nhân bẩm báo thấy tụi con ở một thôn trang dưới núi Nga Mi, đúng không? Sao hai đứa đi về Nam Kinh mà lại đi tới một chỗ hoang vắng như vậy? Là do chúng con đi thăm con. Hiểu Nguyên à, con có biết Nguyên Bảo là huyết mạch tương truyền duy nhất ba đời của nhà họ Kim, là người thừa kế của Kim Phủ và Sở Quân Khí. Con có biết lần này mẹ cho nó cùng về nhà mẫu thân con đã hạ quyết tâm thế nào không? Sao con có thể coi tính mạng của Nguyên Bảo như trò đùa vậy chứ? Mẹ, thật ra chuyện này không liên quan tới Hiểu Nguyên. Trên suốt quãng đường đi, tụi con muốn về Nam Kinh, chỉ có điều là trên đường con gặp Sơn Tặc truy sát nên mới lạc đường. Đừng nói một cô gái yếu ớt như muội ấy, tới con đây cũng không phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Biết bảo vệ thê tử rồi sao? Còn chuyện cuối cùng tụi con lưu lạc tới chốn hẻo lánh cũng là vì con không tìm được đường, nên tụi con vừa đói vừa mệt nên mới đi vào quán nhỏ đó. Thì ra là vậy. Thôi được rồi, có thể tha được. Lần sau không được như vậy nữa. Trời ơi, nè, sao cô lại quay về đây nữa? Không phải cô nói tìm được người cô sẽ rời khỏi Kim Phủ sao? Hơn nữa cô cũng nói là cô đã tìm được người muốn tìm rồi, cô quay lại làm gì chứ? Hỷ Nhi, cô nghe ta nói, lần này ta quay về, lần này ta về là vì muốn làm một chuyện khác. Ta có nỗi khổ bất đắc dĩ, cô cho ta 10 ngày, nhiều nhất là nửa tháng. Khi làm xong chuyện rồi ta lập tức đi liền. Ai tin cô nổi đây? Lần trước cô nói đợi cô làm xong chuyện sẽ đi ngay, nhưng lần này cô lại nói còn có một chuyện nữa. Ai tin cô nổi chứ? Ta thực sự có một chuyện nữa phải làm mà, có chuyện gì cũng không được. Cô có biết là thay thế tần nương là tội khi quân hay không? Cô ở lại đây thêm một ngày nào thì nguy hiểm thêm một ngày. Lỡ như chuyện bị bại lộ, tính mạng của ta không thể giữ nổi. Cô ở đây vốn dĩ hại người mà, cô muốn hại chết mọi người hả? Ta không muốn hại bất cứ ai. Đương nhiên ta biết ở lại đây, ở lại đây rất là nguy hiểm, nhưng mà ta thực sự có nỗi khổ bất đắc dĩ. Tin ta đi, chỉ cần 10 ngày thôi, nhiều nhất là nửa tháng, ta làm xong việc thì sẽ đi ngay. Ta không tin, cô vốn dĩ chỉ là tên lừa đảo. Cô vốn dĩ là đang muốn chim sẻ thành phượng hoàng, làm thiếu phu nhân, làm thiếu phu nhân thật sự của Kim Phủ đúng không? Ta thực sự không có ý đó. Lừa ai chứ? Cô tưởng là ta không biết? Bây giờ ta sẽ đi nói chân tướng chuyện này ra. Cô dám? Đừng tưởng ta không dám. Nói thẳng ra, cùng lắm thì cùng chết thôi. Cô... Nè, có chuyện gì vậy? Cùng chết với ai vậy? Nô tỳ không biết. Hả? Chết chung dai? Sơn Tặc. Sơn Tặc? Đúng vậy, Sơn Tặc. Hỷ Nhi nói là lúc mình ở khách điếm, hai chúng ta không nên bỏ mặt nó. Nó nói cùng sống chết với mình, Sơn Tặc sợ gì chứ? Cùng lắm thì cùng nhau chết chung. Không ngờ nha hoàng nhà cô trung thành với cô tới vậy. Quỳnh ở chỗ này làm gì chứ?
Quỳnh nghe lén chúng tôi nói chuyện. Ai nghe lén hai người nói chuyện? Ta đây quang minh chính đại đứng nghe. Có chuyện gì hả? Có chuyện gì thì nói, không thì về phòng đây. Không có gì, ta kiếm cô làm gì? Hỏi chuyện thừa không à? Về phòng của ta. Có chuyện gì vậy chứ? Nếu như lúc nãy ta không đứng ra nói, giúp cô qua được ải mẹ ta, cô sớm đã bị mẹ ta hỏi ra rồi. À, vậy thì sao chứ? Sao là sao chứ? Có ơn thì phải báo, hiểu chưa? Dù gì ta cũng về gặp vú nuôi của cô rồi, cô phải biết báo đáp chứ. Được rồi, đa tạ nha. Vậy ta mời Quynh uống ly trà này. Nè, mời dùng trà. Thiếu phu nhân, thuốc của người sắc xong rồi. Ồ. Ngoại thương. Ồ. Nội thương. Đủ rồi. Đủ cái gì? Ta đâu phải bị thương, cô chuẩn bị thuốc làm gì? Không phải cho Quynh, ta chuẩn bị cho biểu ca. Bị thương nghiêm trọng lắm, ta phải đi đắp thuốc cho biểu ca. Biểu ca? Liệu quản gia, sức khỏe ngài đỡ chút nào chưa? Phu nhân lo cho vết thương của ngài nên kêu tôi đem thuốc cho ngài. Cái này là thuốc tốt nhất ở Kim Phủ. Làm phiền phu nhân, thay ta cảm tạ phu nhân. Hết chuyện rồi, đưa xuống đi. Đại nhân, chuyện lần này làm không xong, làm sao ăn nói với chủ nhân đi. Dù chưa giết được Kim Nguyên Bảo, nhưng không phải đi về tay không. A Quý, ngươi điều tra giùm ta một người. Điều tra một người? Đúng. Ngọc Thị, vú nuôi của Giang Hiểu Quyên.